Xin chào các khán giả của Tri Thức Việt. Trong những năm gần đây, với cơ chế cởi mở hơn trong việc giao thương, nhiều người nước ngoài sau một thời gian sinh sống và làm việc ở Việt Nam đã lựa chọn giải đất hình chữ S là nơi để nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già và có một cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên những người thân yêu. Vậy lý do họ chọn Việt Nam là gì? Hãy cùng Tri Thức Việt khám phá và tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Tờ New York Post của Mỹ từng liệt kê Việt Nam là nước đầu tiên trong danh sách xếp hạng 12 quốc gia tốt nhất dành cho hưu trí. Ngoài ra, tờ Los Angeles Times cũng đăng bài viết khẳng định ngày càng nhiều người Mỹ đang tới Việt Nam nghỉ hưu vì phí chăm sóc sức khỏe rẻ và mức sống phải chăng. Để dẫn chứng cụ thể hơn cho điều này, khi phỏng vấn một số người đã sinh sống ở Việt Nam một thời gian, họ còn nói rằng Việt Nam giống như duyên nợ hay tôi đã phải lòng quốc gia này. Ở tuổi 70, ông Herbie Nibbetra đã có hơn 19 năm sống tại thành phố biển Nha Trang, nơi mà ông gọi một cách thân thương là thành phố quê hương của tôi bây giờ. Ông tới Việt Nam lần đầu năm 2000 để tham dự hội thảo về thị trường hải sản ở Đức và quy định hàm lượng kháng sinh trong cá, hải sản của EU. Dù ở lại không nhiều ngày, nhưng ông đã nộp đơn ứng tuyển vị trí chuyên gia của tập đoàn Sipo kết nối với hãng Nestle để làm việc trong lĩnh vực giáo dục. Tôi đã yêu đất nước này ngay lập tức. Sau khi quay trở lại Việt Nam, ông chia sẻ, đã có nhiều thứ thay đổi so với lúc đó. Thành phố nhỏ của ngư dân ngày nào giờ đã trở thành trung tâm du lịch. Nhưng tôi vẫn hạnh phúc khi về hưu và sống ở đây cùng vợ. Được biết, vợ ông Herbie Nibbetra là người Việt Nam. Trong cảm nhận của một người châu Âu, ông Herbie Nibbetra thấy Việt Nam là nơi ông có sự độc lập và tự do làm những điều mình thích. Sự mở lòng và sẵn sàng tìm hiểu, chấp nhận văn hóa nước khác của người Việt khiến ông luôn thấy mình được chào đón, chấp nhận. Ông Herbie Nibbetra chia sẻ, dù không nói rành tiếng Việt, nhưng tôi chưa bao giờ gặp rắc rối trong giao tiếp với những người Việt quanh mình. Nhà báo Rap Jennings, tác giả của bài báo Những người Mỹ đang tới Việt Nam nghỉ hưu vì phí chăm sóc sức khỏe rẻ và mức sống tươm tất, đăng trên báo Los Angeles Times, chia sẻ rằng kể từ sau năm 1975, mỗi người Mỹ đều có lý do để trở lại Việt Nam. Nhưng một trong số đó là việc nhiều người tìm đến Việt Nam như một chốn an dưỡng tuổi xế chiều bởi giá nhà ở, thuê hoặc mua không quá đắt, chi phí y tế rẻ và mức sống ngày một nâng cao. Một trong những người mà nhà báo Rap đã phỏng vấn là ông John Rocco. Sau khi kết thúc sự nghiệp quân ngũ, ông Rocco đã trở thành nhà thầu quốc phòng, chủ yếu làm việc tại châu Phi. Lần đầu tiên ông trở lại Việt Nam năm 1992 theo một chương trình hỗ trợ những người tị nạn kinh tế. Ông định cư tại Việt Nam năm 1995, cũng là năm mà Việt Nam và Mỹ chính thức bình thường hóa quan hệ. Năm 2009, ông kết hôn với một phụ nữ Việt. Thực sự thì ông Rocco thích Việt Nam tới mức ông đã thuyết phục mẹ mình đến Việt Nam. Khi đó bà đang ở Santa Maria, bang California. Bà tới dự đám cưới tôi và quyết định ở lại luôn. Ông Rocco kể và cười lớn. Mẹ ông Rocco đã sống với ông cho tới năm 2015 và bà đã qua đời ở tuổi 94. Theo chia sẻ của ông Rocco, các hàng xóm nhà ông rất vui vẻ, hòa nhã. Người Việt Nam rất tử tế với tôi, nhất là nếu so sánh với chính quê nhà ở Mỹ khi tôi trở về sau chiến tranh. Ở tuổi hưu trí, ông Rocco vẫn rất bận rộn trong công việc kinh doanh nhập khẩu ga tự nhiên hóa lỏng vào Việt Nam và tham gia công tác từ thiện giúp cung cấp năng lượng mặt trời cho các hộ gia đình thu nhập thấp. Người cựu binh này cũng rất ấn tượng trước sự cải thiện đáng kể về chất lượng dịch vụ y tế ở Việt Nam. Giống như ông Rocco, ông Rick Ellis, 62 tuổi, người Canada, từng có hơn 4 thập kỷ sống tại nhiều nước khác nhau trên thế giới, trong đó có 11 năm sống luân phiên tại 6 quốc gia Đông Nam Á. Thậm chí còn cho rằng, trong số các nước ông từng sống trong suốt thập kỷ qua, người Việt Nam là những người thân thiện nhất. Ông Rick Ellis cho biết, Việt Nam từng có một chương trình visa chính thức dành riêng cho đối tượng hưu trí người nước ngoài nên rất khó để xác định chính xác tổng số người nước ngoài về hưu đang sinh sống tại đây. Dù vậy, theo tìm hiểu và ước tính của ông Rick Ellis, con số đó phải trên 100.000 người, hầu hết vẫn đang làm việc hoặc là các chủ doanh nghiệp. Theo báo cáo của HSBC Expat 2019, Việt Nam lần đầu tiên lọt vào top 10 quốc gia tốt nhất cho những người nước ngoài sống và làm việc trên thế giới. Công bố này dựa trên sự phản hồi
của hơn 18.000 người nước ngoài đến sống ở 163 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Theo đó, những yếu tố mà Việt Nam được đánh giá cao là dễ thiết lập cuộc sống mới, nền kinh tế ổn định, cơ hội thăng tiến sự nghiệp tốt, đặc biệt là yếu tố cân bằng cuộc sống khá cao và cuối cùng là cuộc sống của người thân. Ngoài ra, người Việt được đánh giá là dễ gần, dễ kết bạn trong khi các điều kiện học tập, trường học đều khá ổn. Trên thực tế, nhiều người nước ngoài ở Việt Nam đang tận hưởng một lối sống tốt mà không quá tốn kém. Chi phí lớn nhất mà họ có thể phải chi trả là tiền thuê nhà, học phí và ăn nhà hàng. Chi phí đi lại, điện thoại và Internet đều khá rẻ. Nếu biết cách thưởng thức các món ăn Việt, giá cả còn có thể tốt hơn. Nhìn lại quá trình đánh giá Việt Nam trong những năm qua, dữ liệu báo cáo của HSBC cũng cho thấy hình ảnh Việt Nam trong mắt người nước ngoài đang có những thay đổi tích cực. Từ lý do chọn Việt Nam đơn giản vì thức ăn ngon, chi phí cuộc sống thấp, phong cảnh đẹp, nhiều nơi để khám phá, thì hiện nay người nước ngoài còn xem Việt Nam là cơ hội để có việc làm tốt hơn, thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, một số lời khuyên cho người nước ngoài đến Việt Nam sinh sống đó là họ có cơ hội khám phá, du lịch ở Việt Nam để tận hưởng những kỳ nghỉ thú vị thực sự. Rất nhiều người nước ngoài từng chia sẻ rằng đến Việt Nam giống như là số phận của họ. Điển hình là anh Ben Manley, hiệp sĩ cứu thương người Canada từng nói rằng: "Tôi thực sự có duyên nợ với nơi này từ hơn 3 năm rưỡi trước. Tôi đã có một công việc ở Nhật nên lần đầu tới thành phố Hồ Chí Minh, tôi chỉ định ở trong 6 tuần để dạy tiếng Anh và thi lấy chứng chỉ TEFL trước khi quay trở lại Nhật làm việc. Nhưng sau một thời gian sống ở Sài Gòn, tôi nhận ra đây chính là nơi tôi muốn ở lại, làm việc và gắn bó lâu dài. Tôi vốn ngại những nơi sang chảnh mà thích không gian sống trong cái hẻm nhỏ, thức ăn đường phố, thích uống bia về hè, thích lê la khắp các ngõ nhỏ, phố nhỏ của Sài Gòn và các chốn sinh hoạt của người bình dân. Nói chung, tôi thích những vùng nông thôn và những người địa phương cởi mở, thân thiện. Có thể nói, đến Việt Nam là số phận của tôi. Tôi yêu Việt Nam và sẽ định cư lâu dài ở Việt Nam." Ông Stevie Cookie, người Úc, sống ở Hội An, Quảng Nam thì nói rằng ông đã phải lòng Việt Nam. "Năm 2005, tôi đến Việt Nam lần đầu và đã phải lòng Việt Nam nên tôi đã trở lại. Và sau 13 năm sinh sống tại đây, tôi vẫn nguyên vẹn tình yêu đó. Tôi sống ở Hội An, đó là một nơi nửa nông thôn, nửa thành thị và trên quãng đường ven biển cách nhà tôi chưa đầy 30 phút, nhưng có cả biển, núi và khu mua sắm hiện đại. Như vậy, phải có cơ sở, Việt Nam mới được các chuyên gia nước ngoài chọn là nơi đáng sống." Nhiều công ty luật nói rằng khi tư vấn và làm việc với nhiều người nước ngoài ở Việt Nam, họ thấy phần lớn người nước ngoài thật sự hài lòng về cuộc sống ở đây, cảm thấy hạnh phúc và gắn bó vài chục năm ở Việt Nam. Phần lớn những người nước ngoài đều cho biết đã tìm được công việc tốt ở Việt Nam, nhận được nhiều quyền lợi hỗ trợ cuộc sống tiện nghi hơn những quốc gia nếu cùng một vị trí. Với những đãi ngộ như vậy, đây đúng là thiên đường cho người nước ngoài, trong khi chi phí cho cuộc sống khá thấp, hệ thống pháp luật, sự ổn định của nền kinh tế Việt Nam trong thời gian gần đây cũng giúp Việt Nam trở nên thân thiện, an toàn với nhiều người nước ngoài, nên họ tin tưởng và chọn đến sinh sống, làm việc lâu dài. Nếu như trước đây, người nước ngoài làm việc ở Việt Nam chủ yếu nằm trong nhóm chuyên gia, nhân sự cấp cao như giám đốc điều hành, giám đốc tài chính các tập đoàn quốc tế, công ty đa quốc gia, thì những năm gần đây, cơ hội việc làm mở rộng cho nhiều cấp độ, trong đó lao động trẻ người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều hơn. Điều này cũng dễ hiểu khi Việt Nam đang là một điểm đến sáng giá của dòng vốn đầu tư nước ngoài. Nhưng quan trọng nhất vẫn là sự thân thiện, cởi mở của người Việt Nam. Trong khi xu hướng chủ nghĩa dân tộc đang trỗi dậy, một số quốc gia bị đánh giá là bảo thủ hơn, người Việt Nam vẫn giữ được văn hóa thân thiện, hiếu khách mà vẫn có bản sắc riêng. Bạn nghĩ như thế nào về việc chọn nơi nghỉ hưu của những người nước ngoài? Hãy chia sẻ ý kiến và bày tỏ quan điểm của mình với Tri Thức Việt ngay dưới phần bình luận video này nhé! Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!